Từ 219 ha khi bắt đầu vào hoạt động năm 2006, đến nay, khu công nghiệp Thăng Long 2 của nhà đầu tư Nhật Bản đã mở rộng diện tích lên gấp 2 lần và sẽ tiếp tục mở rộng thêm trong thời gian tới, trở thành khu công nghiệp có quy mô lớn nhất tỉnh Hưng Yên cả về diện tích, vốn đầu tư và công nghệ hiện đại. Thực tế trên đã chứng minh không phải ngẫu nhiên các chủ đầu tư như khu công nghiệp Thăng Long 2 và nhiều doanh nghiệp khác đều mong muốn mở rộng thêm diện tích sau khi đầu tư vào Hưng Yên. Tôi thấy rằng tỉnh Hưng Yên đã có sự hỗ trợ rất kịp thời và hiệu quả cho các doanh nghiệp trong những năm gần đây. Chính quyền tỉnh và địa phương thường xuyên có những chuyến thăm, khảo sát, đối thoại với các nhà đầu tư, người lao động để hiểu rõ tình hình hoạt động thực tế, những khó khăn vướng mắc của chúng tôi để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Các nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp, họ đánh giá rất là cao cái công tác hỗ trợ các cái thủ tục ngay từ khâu ban đầu, từ khâu cấp giấy nhận đầu tư cho đến cấp phép xây dựng, thực sự rất là nhanh và gọn. Từ một tỉnh nhiều năm ở nửa cuối bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thì 3 năm trở lại đây, Hưng Yên vươn lên mạnh mẽ. Năm 2022 đứng thứ 14 cả nước, trong đó cái được hơn cả đó là mức độ hài lòng của doanh nghiệp khi đến đầu tư. Chính nhờ niềm tin của doanh nghiệp, năm 2023 tạo ra mốc mới để thu hút đầu tư vào tỉnh. Lần đầu tiên vượt trên 1 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp hơn 2 lần so với mục tiêu đặt ra. Lũy kế đến nay có hơn 2.200 dự án trong nước và nước ngoài đến Hưng Yên đầu tư với số vốn đăng ký trên 7 tỷ đô la Mỹ và hơn 325.000 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Hưng Yên nó rất là hiệu quả. Cho nên với cái hướng đi này thì tôi cũng kỳ vọng rằng là Hưng Yên sẽ là một cái điểm sáng trong cái thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng cũng như là của cả nước. Thành công của doanh nghiệp và đầu tư đưa Hưng Yên đứng vững trong top 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước 2 năm vừa qua. Với 17 khu công nghiệp có diện tích gần 4.400 ha và sẽ tăng gấp đôi diện tích theo quy hoạch đến năm 2030, cùng với niềm tin của doanh nghiệp, chắc chắn Hưng Yên sẽ tiếp tục là điểm đến và thu được nhiều trái ngọt về thu hút dự án và đầu tư.